Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên hỗ trợ 12 mô hình nuôi cá sông trong ao nước tĩnh. Xã Minh Tiến, xã Phan Sáu Nam, huyện Phù Cử, không để xảy ra vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Sở khoa học và công nghệ để mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giúp nông dân nâng cao chất lượng nhãn, huyện Khói Châu có nhiều cây xăng nằm trong khu dân cư gây mất an toàn phòng chống cháy nổ. Cần ngăn chặn việc đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hảo. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện dự án phát triển công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh của tỉnh Hưng Yên, đến nay toàn tỉnh đã có 22 bể nuôi được hỗ trợ đầu tư với trị giá trên 1,5 tỷ đồng và đã cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó năm 2019 đã hỗ trợ cho 5 hộ với 12 bể với diện tích trên 100.000 m2 trị giá 840 triệu đồng. Để xây một bể nuôi trong ao sẽ cần đầu tư khoảng 200 đến 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với ao nuôi truyền thống. Tuy nhiên thời gian sử dụng bể nuôi này có thể lên tới trên 20 năm. Đặc biệt mô hình này cho phép nuôi cá với mật độ cao gấp 5 lần ao thường, nuôi được nhiều vụ trong năm nên năng suất sản lượng cũng cao gấp 5 lần ao thường nuôi thủy sản theo công nghệ này cho hiệu quả cao như hệ số sử dụng thức ăn giảm, tỷ lệ dịch bệnh thấp, cá tăng trọng nhanh, chu kỳ chăn nuôi ngắn, sản phẩm luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau thu hoạch cá cho phép thả con giống nuôi mới ngay mà không cần xử lý đáy ao. Với nhiều ưu điểm, công nghệ mới này mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực nuôi thủy sản và giúp người nuôi thủy sản khai thác tối đa diện tích ao nuôi. Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ nông dân 100 bể nuôi cá sông trong ao nước tĩnh. Dịch tả lợn châu Phi đã làm cho nhiều hộ chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang phải bỏ không chuồng trại từ mấy tháng nay. Vì vậy, các hộ đã phải tìm kiếm vật nuôi khác thay thế khi chưa thể tái đàn. Toàn huyện hiện đã có gần 100 hộ tiếp tục đầu tư các loại vật nuôi khác để thay thế đàn lợn sau đại dịch tả châu Phi, chủ yếu là nuôi một số loại vật nuôi thông thường như gà, vịt thương phẩm, bò thịt và bò sữa. Đây đều là những vật dễ nuôi, hơn nữa tận dụng luôn chuồng trại nuôi lợn cũ, không phải đầu tư cải tạo thêm, chỉ cần dọn rửa vệ sinh sạch sẽ, dỡ bỏ không chuồng lợn cho phù hợp. Dịch tả châu Phi đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của gần 500 hộ chăn nuôi lợn ở Văn Giang. Đây cũng là lý do khiến cho quy mô chăn nuôi mới của các hộ chỉ ở mức thử nghiệm từ vài trăm đến khoảng 1.000 con da cầm và vài chục con da súc được biết huyện đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền không tái đàn lợn vào thời điểm này mà khuyến cáo đầu tư chuyển đổi vật nuôi cho an toàn. nhằm nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp, huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh tuyên truyền, có nhiều biện pháp khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 475 ha, các diện tích này phần lớn được quy hoạch chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và nuôi thả thủy sản cho thu nhập trên 200 triệu đồng một hecta trên năm. Trong đó địa phương có diện tích chuyển đổi hiệu quả như xã Thủ Sĩ 75 hecta, Trung Dũng 65 hecta, góp phần hình thành các vùng sản xuất canh tác tập trung, không còn tình trạng đông dân bỏ ruộng trống do canh tác kém, tạo điều kiện để bà con tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế theo mô hình trang trại. Liên kết cánh đồng bộ lớn, sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Minh Tiến và Phan Sào Nam là hai xã có diện tích cây lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả nhiều nhất ở huyện Phú Cử. Nhờ làm tốt công tác quản lý đất đai, nên tại các vùng mới chuyển đổi của hai địa phương này không để xảy ra các vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp. Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây đặc sản, vải trứng. Thôn Ba Đông là địa phương có nhiều diện tích được chuyển đổi nhất ở xã Phan Sầu Nam, từ năm 2015 đến nay, toàn thôn đã chuyển đổi được 27 hecta. Trong thời gian chờ cây vải trứng ra quả, người nông dân đang trồng xen các loại cây ngắn ngày như đu đủ, bí. Thu nhập từ những cây trồng sen cao hơn nhiều so với cây lúa. Điều đáng ghi nhận là suốt hơn 4 năm nay, không hề có ngôi nhà tạm hay liều lán nào mọc lên ở khu vực này. Gia đình tôi thì được đảng ủy ủy ban này, chính quyền thôn Ba Đông đã tuyên truyền không làm nhà trái phép trên chỗ quê cái đất nông nghiệp mà được đang à, nằm vườn như đây. Đối với việc, à, chăm sóc cây cối thì nói chung là cái mang vác các cái dụng cụ nên làm vườn làm thứ à, thì nó không vất vả. Đoạn đường bây giờ được cái nó là bê tông nó bê tông hóa nói chung là đi nó cũng nhanh đoạn đường rất nhanh. nên là cái riêng cái cánh cây đa của cái xóm một thôn Ba Đông vận động nhau được nói chung là không xây nhà trái phép trên cái, cái đất đang là, nằm vườn đây. Từ năm 2017 đến nay, xã Minh Tiến đã có 67 ha đất lúa được chuyển đổi sang trồng nhãn cam và chủ yếu là vải lai chín sớm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thấy được những bài học đắt giá từ việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nên toàn bộ khu vực mới chuyển đổi ở xã Minh Tiến không hề có phát sinh vi phạm nào. Nhà nước là không cho nhân dân chúng tôi làm nhà tạm mà chúng tôi cũng rất chấp hành. Đấy, cả cánh đồng chúng tôi không có một cái gian nhà nào ở trên trên khu vực chuyển đổi đấy từ khi kế hoạch 93a đến nay thì đối với tôi đã làm tốt về công tác tuyên truyền hai nữa thường xuyên quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân hai nữa đặc biệt là trong cái hệ thống chính trị là tôi đã quán triệt tới các cái tri bộ để mình ra các cái phương hướng tương đặc tuyệt đối không cho mọi người dân mà đã chuyển đổi là xây nhà hoặc xây bất kỳ một công trình nào ở trên cái khu chuyển đổi có thể nói chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế cây lúa kém hiệu quả là một cơ hội cho người nông dân trong việc nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một thửa đất. Đây cũng là thách thức với chính quyền địa phương trong công tác quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp. Chỉ khi làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác quản lý đất đai thì chủ trương của Đảng và Nhà nước mới thực sự hiệu quả và có ý nghĩa. Đến nay xã Tân Hưng thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đất cho người dân đây cũng là địa phương có tiến độ nhanh nhất thành phố hương yên Tính đến hết tháng 6 năm 2019, xã Tân Hưng đã cấp được 2.041 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tổng số 2.128 thửa đất ở cần cấp, 87 thửa còn lại là của các hộ đi làm ăn xa chưa hoàn thiện thủ tục. Hiện xã đang yêu cầu các hộ này khẩn trương đến để hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận trong năm 2019. Tuy vậy, đối với đất nông nghiệp, toàn xã có 4.700 thửa nhưng đến nay chưa có thửa nào được cấp. Hiện xã mới chỉ hoàn thiện được 133 hồ sơ để trình cấp nguyên nhân là do đặc thù địa phương nhiều đất bãi chia nhỏ kéo dài manh mún nhiều hộ tự hoán đổi cho nhau nên hồ sơ chưa thống nhất Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thể sự. Thưa quý vị và các bạn, năm nay do thời tiết bất lợi nên tỷ lệ nhãn đậu quả trên địa bàn huyện Khoai Châu thấp hơn so với mọi năm. Tuy nhiên nhiều hộ nông dân do áp dụng khoa học kỹ thuật tốt nên năng suất vẫn đạt cao. Với diện tích hai mẫu nhãn, ngoài nhãn miền thiết là giống nhãn truyền thống, gia đình anh Hoàng Quang Tuấn, thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu còn trồng các giống nhãn T2, T6 và nhãn sương ngọt. Anh Tuấn cho biết năm nay vườn nhãn của gia đình anh cho thu khoảng 15 tấn quả, với giá hiện tại từ 35 đến 45 nghìn đồng một kg, gia đình anh ước thu khoảng 400 triệu đồng. Vụ này toàn huyện Khói Châu có 1.600 hecta nhãn chín muộn, sản lượng ước đạt 8 000 tấn quả, trong đó vùng nhãn trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở các xã Đại Hưng, Đông Kết, Bình Kiều, Hàm Tử, Ông Đình ước thu khoảng 1.300 tấn nhãn quả ngon, làm quả biếu, được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh. Hiện nay đã có nhiều thương lái công ty và hệ thống siêu thị về ký hợp đồng thu mua cho bà con nông dân. Là giống nhãn quý hiếm cho chất lượng quả thơm ngon, nên giống nhãn đường phèn hay còn gọi là nhãn lồng cổ hương yên hiện đang có giá bán cao gấp từ 2 đến 3 lần so với các giống nhãn khác. Hiện giống nhãn đường phèn được trồng không nhiều, chủ yếu ở một số vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Hồng Nam. Theo các hộ trồng nhãn đường phèn cho biết, nhãn đường phèn chính là giống nhãn lồng cổ xưa có vị thơm ngon đặc trưng, khác biệt với các giống nhãn khác, đó là nhãn có 10 đến 11 lá, trong khi các giống nhãn khác có từ 6 đến 8 lá. Quả có màu vàng bò, cùi dày, ngọt, hạt săn hồng và có vị thơm đặc trưng. Đặc biệt là giống nhãn này rất khó chăm sóc và thường ra một loại hoa. Chính vì các đặc điểm trên nên nhãn đường phèn cho giá thành luôn cao, hiện được bán tại vườn với giá 100.000 đồng/kg, cao gấp từ 2 đến 3 lần so với các giống nhãn ngon khác. Để bảo tồn và duy trì giống nhãn quý này, hiện các nhà vườn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang chăm sóc và nhân giống để mở rộng diện tích. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên cây nhãn giúp nâng cao giá trị của loại quả đặc sản nhãn lồng hương yên. Ông Trịnh Văn Bình ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hương Yên, trồng nhãn hàng chục năm nay. Trước kia ông trồng chủ yếu theo kinh nghiệm nên hiệu quả không cao. Khoảng 5 năm trở lại đây, ông tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thâm canh cây nhãn. Từ đó, năm nào vườn nhãn cũng cho sai quả đặc biệt ông đã thành công trong kỹ thuật xử lý nhãn ra hoa, đậu quả khi gặp thời tiết bất thuận. Trong khi nhiều nhà vườn mất mùa thì năm nay sản lượng nhãn của ông tăng gấp đôi so với năm ngoái. Khoa học kỹ thuật nó là một cái khâu then chốt để chúng tôi dựa vào đấy. Và quan trong cái tổ Việt gác thì đều được học tập và tập huấn tất cả các cái chương trình ở trên đề xuống cho nên chúng tôi đều áp dụng vào cái cái khâu canh tác để vừa chăm sóc vừa bảo quản cái cây nhãn cho nên nó mới thành quả bây giờ nó được như này. Những năm qua, sở khoa học và công nghệ đã phối hợp với viện nghiên cứu rau quả, học viện nông nghiệp Việt Nam, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa nhiều kỹ thuật hiện đại vào trồng nhãn như kỹ thuật xử lý nhãn sớm, nhãn muộn, nhãn trái vụ, trồng nhãn theo quy trình việt gáp, sử dụng chế phẩm nano, xử lý tình trạng nhãn ra hoa cách năm nghiên cứu phân bón dành cho nhãn muộn. Song song với đó, sở khoa học và công nghệ tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho quả nhãn, đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể nhãn lồng Hương Yên, xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hương Yên. kể từ khi sở khoa học công nghệ triển khai xây dựng như vậy là thương hiệu nhãn lồng Hương Yên, triển khai mô hình chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP, thì bà con nông dân chúng tôi có rất nhiều thuận lợi một là chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn VietGap là nó đảm bảo an toàn đến sức khỏe của người lao động, thứ hai khi sản phẩm chín thì chúng tôi bán ra thị trường cũng là rất an toàn cho người sử dụng và cái chỉ dẫn địa lý rất thuận lợi cho bà con nông dân đấy nó nó thể hiện như vậy một cái vùng trồng nhãn đấy có quy hoạch thì bà con chúng tôi đã bán giá nhãn so với trước là ổn định hơn và có phần được giá hơn trước. Trong thời gian tới ngành công nghệ thì cũng sẽ tiếp tục duy trì và phát triển cái nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý để cho nhãn Hưng Yên xây dựng cái nhãn hiệu hàng hóa đối với Long nhãn Hưng Yên thế và cũng tổ chức tập huấn tuyên truyền để chuyển giao cái tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất theo quy trình VietGAP để qua đó thì người dân hiểu được và cũng chủ động để trong cái chăm sóc cái cây nhãn mình theo cái, cái quy trình VietGAP. Thế và tiến tới thì sở khoa công nghệ thì cũng sẽ triển khai các cái công nghệ để bảo quản sau thu hoạch cũng như là chế biến và sẽ tổ chức cái xúc tiến thương mại để tiêu thụ cho cái sản phẩm nhãn Hưng Yên không những trong thị trường trong nước và trên thế giới. Người dân Hưng Yên đang phấn khởi đón một mùa nhãn ngọt thơm với giá trị kinh tế không ngừng được nâng cao. Để đạt được kết quả trên có một phần đóng góp không nhỏ của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn. Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo niềm tin đối với đối tác và người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu lại từng công đoạn trong quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn. Điều này không chỉ giúp từng doanh nghiệp giữ ổn định được quy mô sản xuất mà còn tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào nộp thuế cho nhà nước. trong một năm rưỡi trở lại đây việc đầu tư máy móc hiện đại là đột phá lớn nhất mà công ty cổ phần phú hưng chuyên về gia công hàng may mặc trên địa bàn huyện phù cử thực hiện kết quả là nhiều đơn hàng may phức tạp nay công ty đều đáp ứng được theo yêu cầu của khách hàng đi lên với đó là năng suất lao động tăng tiền lương tiền thưởng của người công nhân cũng tăng theo điều kiện làm việc ở đây rất là tốt rất là thoáng và mát ạ ngoài dù mặt trời dù ngoài trời rất là nóng bức nhưng mà trong xưởng rất là mát và gì, môi trường làm việc ở đây rất là tốt đầu năm 2018 công ty có quy mô 300 công nhân nay tăng gấp đôi lên trên 600 công nhân bình quân mỗi tháng công ty xuất khẩu khoảng 120.000 sản phẩm hàng jacket quần Âu sang thị trường Mỹ Canada Nhật Bản Hàn Quốc doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm tăng 61% so với cùng kỳ đạt hơn 53 tỷ đồng Trừ tiền đóng bảo hiểm, các chế độ khen thưởng khác, lương bình quân của người lao động đạt hơn 7 triệu đồng một tháng. Hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng tốt, đúng thời gian là cơ sở để công ty mở rộng nhà xưởng, nâng quy mô sản xuất lên gấp 2 lần hiện tại, ở mức 1.200 lao động. 6 tháng đầu năm năm 2019 thì công ty đã đưa ra một số cái giải pháp, một là không ngừng đầu tư máy móc thiết bị đổi mới và đưa những cái áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào trong cái công việc thực tế. Trong năm 2018 thì công ty đầu tư khoảng 10 tỷ. Thì 6 tháng đầu năm năm 2019 thì công ty cũng đầu tư thêm là 5 tỷ về vào cái máy móc thiết bị. Bên cạnh đó nữa rằng công ty cũng không ngừng rèn luyện, nâng cao cái tay nghề của người lao động nhằm giúp cho người lao động có những cái thao tác, có những cái cách may nó cải tiến hơn nhằm tăng được năng suất và đảm bảo được chất lượng. Trong nhiều năm liên tục Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên là doanh nghiệp nhà nước trung ương có số nộp thuế cao nhất tỉnh. Năm 2018 chi nhánh nộp gần 320 tỷ đồng tiền thuế. 6 tháng đầu năm 2019 chi nhánh nộp trên 175 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng phục vụ, giữ chữ tín với khách hàng là giải pháp để chi nhánh nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2018 chi nhánh bán được gần 122.000 mét khối xăng dầu. 6 tháng đầu năm 2019 bán được 56.300 mét khối xăng dầu. Em thấy chất lượng thái độ phục vụ ở đây mọi người đều phục vụ tốt ạ. Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập kinh tế với thế giới ngày càng sâu rộng, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới quản trị doanh nghiệp tốt để nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Có như vậy, doanh nghiệp mới biến những thách thức của hội nhập thành thời cơ phát triển cho mình. Bên cạnh các doanh nghiệp thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh, nộp thuế cho nhà nước như trên, thì hiện trên địa bàn huyện Văn Lâm vẫn đang có 10 doanh nghiệp nợ động tiền thuế thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng. Những công ty có số tiền nợ động thuê đất nhiều từ 2 đến trên 3 tỷ đồng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dũng ở thị trấn Như Quỳnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Thành Long ở xã Đình Dù nợ trên 14 tỷ đồng. Tiếp đó là các công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sao Phương Đông Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Thái Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí ô tô Đức Hòa. Mặc dù chi cục thuế huyện Văn Lâm đã đôn đốc và hàng tháng gửi thông báo nợ tới các doanh nghiệp yêu cầu nộp nhưng nhiều năm nay các doanh nghiệp vẫn không chấp hành nộp thuế. Mặc dù ngành thuế đã dùng biện pháp ra quyết định cưỡng chế tài khoản và cưỡng chế hóa đơn đối với một số doanh nghiệp nhưng cũng không tác dụng. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh, chính quyền các địa phương ở huyện Văn Lâm, nơi có các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, phối hợp với ngành thuế, có giải pháp cũng như chế tài để thu hồi tiền nợ thuế, đảm bảo thu ngân sách địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Khói Châu đang tồn tại nhiều cây xăng dầu, nằm trong các khu dân cư không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống cháy nổ. Hiện toàn huyện Khói Châu có 4 cây xăng dầu không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống cháy nổ đang nằm trên địa bàn các xã Đông Kết, Đông Ninh và thị trấn Khói Châu. Các cây xăng dầu này đều nằm sát nhà dân, sát đường giao thông, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam 4530-2001 quy định. Cụ thể là cửa hàng xăng dầu phải cách công trình giao thông tối thiểu 50m, cột bơm xăng sát công trình khác khi có bậc chịu lửa cấp 1 và 2 tối thiểu 5m và 10m đối với bậc chịu lửa cấp 3. Thiết nghĩ để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về phòng chống cháy nổ nói chung và đảm bảo kinh doanh đúng theo các điều kiện quy định của luật phòng cháy chữa cháy nói riêng các cơ quan có thẩm quyền cần sớm khảo sát và ra soát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát tốt nhất nguy cơ cháy nổ từ cây xăng dầu không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn nhiều phường xã của thị xã Mỹ Hào, tình trạng người dân đốt nhựa và rác thải diễn ra thường xuyên. Điều này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Đây là bãi tập kết rác thải của thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá và tổ dân phố Lỗ Xá, thị xã Mỹ Hào. Rác thải được tổ vệ sinh môi trường chuyển về đây tập kết, không được trôn lấp xử lý theo quy định. Không những vậy, một số người dân còn đốt rác thải vào ban đêm để lấy sắt phế liệu gây khói bụi ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh. Chúng tôi là những người gần với bãi rác này. Hàng ngày sinh hoạt rất phức tạp, không những khi đốt mà thường xuyên là bãi giác khi gió mùa là đông nam thổi về đây vậy thì mùi khét mùi thối sinh hoạt hàng ngày đóng kín cửa để tránh những cái mùi ấy các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đốt nhựa và rác thải là phường dị sử phường phùng trí kiên phường nhân hòa xã cẩm xá nhiều người dân thường lợi dụng ban đêm vắng người qua lại và không có lực lượng chức năng kiểm tra để đốt rác thải và nhựa phế liệu việc đốt rác thải nhựa gây khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tình trạng nhân dân chưa chấp hành cũng vứt rác thải ra ven đường. Sau đó lại do ý thức của một số bộ phận nhân dân là chưa chấp hành tốt. Nhưng do vậy là cứ tranh thủ sớm tối cũng có đốt để họ nhặt những cái sắt đồng còn lưu lại. Do vậy mặc dù đã tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng vì do ý thức của người dân chưa cao nên dẫn đến cái tình trạng có cái đốt rác ở dọc đường. Ở đây chúng tôi có một cái đội dân quân thường trực là thường xuyên là thúc trực khi phát hiện được cái việc người ta đốt thì chúng tôi đã đề nghị cái, cái đội này cùng kết hợp với anh đạo xã, anh đạo địa phương là đi dập tắt toàn bộ cái phần người ta đã đốt. Đây là có 8 thôn thì thường trực chung của cả xã thì nhiều khi là anh em cũng rất là khó khăn bởi lý do là thường trực cả đêm thì anh em đúng là rất là khó. Để ngăn chặn tình trạng trên, các cấp chính quyền của thị xã Mỹ Hào cần tăng cường kiểm tra xử lý, đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường về mối nguy hại của rác thải nhựa. Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về pháp luật, năm 2018, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở thôn Văn Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi được thành lập và mang lại hiệu quả thiết thực đều đạn mỗi quý chị em hội viên phụ nữ tổ chức sinh hoạt một lần để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ thông qua nhiều chủ đề khác nhau như luật hôn nhân gia đình luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đồng thời lồng ghép phổ biến các kiến thức về cuộc sống gia đình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội các nội dung tuyên truyền được chị em thể hiện qua hình thức sân khấu hóa dễ nhớ dễ hiểu. Bên cạnh các hoạt động trên để giúp thành viên câu lạc bộ giảm nghèo sau mỗi buổi sinh hoạt, câu lạc bộ lại tổ chức quyên góp gạo và tặng cho hội viên nghèo. Nhờ các hoạt động thiết thực trên, nhiều hội viên được nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, vận động trên 600 hội viên ký kết không vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội, góp phần giúp thôn Văn Nhuệ đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại địa phương. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.